Xin chào các bạn. Đây mình đang cắt nước cho hai cây sung. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mình cắt nước. Mình sẽ nhìn vào cây xem cái mức độ héo nó đến đâu để mình sẽ lại tưới nước lại cho nó. Đấy, khi các cái lá già thì chưa héo nhưng mà các cái mầm non của nó đã héo thì mình phải tưới nước ngay cho nó. Chứ nếu mà để thêm một ngày nữa thì nó sẽ các cái lá là sẽ cháy táp hết và có khả năng là gây rụng lá nhé các bạn. Đấy, đây cái cây này của mình thì các cái mầm nó ra còn non hơn, nó chưa được già như cây này. Cây này thì có một số lá già đây, chưa héo, nhưng các cái mầm non của nó thì bắt đầu rủ xuống rồi. Đấy, thì khi cắt nước cho cây sung vào mùa hè thì ta chọn cái thời điểm mà nó có nhiều nắng nhé. Chứ nếu mà đang trong quá trình cắt nước mà gặp mưa thì nó sẽ không thành công. Đấy, muốn quá trình cắt nước để cho cây sung ra quả thì với những ngày nắng vào mùa hè thì chỉ cần 2 ngày là cây sung nó đã héo mức như này rồi các bạn. Thì khi mình tưới nước lại cho nó thì mình sẽ tưới khoảng một nửa cái gáo nước này thôi nhé các bạn, không tưới nhiều. Cái gáo này là khoảng 1 lít nước thì mình tưới một nửa. Thì sau khi tưới xong thì nó sẽ hồi tỉnh lại và mình lại không tưới nữa, để cho hôm nào nó có mức độ héo như thế này mình lại tưới tiếp. Quá trình cắt nước vào mùa hè thì có thể kéo dài trong 10 ngày là được. Nếu mà cái thời điểm mà nó trời râm mát thì ta có thể cắt nước khoảng 15 ngày. Thì hai cây sung của mình sau khi cắt nước lần một thì bắt đầu nó lại gặp cái đợt mưa, bắt đầu cây nó lại đâm các cái lộc mới ra. Thì mình muốn chặn các cái đọt này, mình không muốn bấm ngọn, không muốn hái đọt đợt hai nữa. Mình đã hái đọt đợt đầu tiên rồi thì mình sẽ chờ xem đến cái đợt có nắng thì bắt đầu mình lại cắt nước đợt 2. Thì để cho các cái đọt này nó sẽ chậm phát triển lại. Và lúc đó mình sẽ bón thêm cho nó ít lân bột. Đây. Bón ít lân bột để tạo màu xanh cho lá cây nhé các bạn. Sau khi bón lân bột thì mình tưới nước cho nó khoảng 1 đến 2 ngày. Thì sau cái đợt tưới nước này thì bắt đầu mình lại cắt nước. Và mình cắt nước thêm khoảng 1 tuần nữa, sau đó mình sẽ lại tưới cho nó một đợt thứ ba là tưới kali. Để kích thích nó ra quả. Thì cây sung mà muốn cho lá nó nhỏ
thì các bạn lên trồng ở cái chậu đất nó nhỏ, thì nó lúc nào trong tình trạng chất dinh dưỡng nó cũng chỉ vừa đủ thôi, thì nó không phát triển mạnh được. Mình kết hợp thêm cả các đợt cắt nước nữa thì nó sẽ, lá nó sẽ phát triển chậm và nó sẽ nhỏ lá nữa các bạn. Đây, sau cái quá trình mình ép cây sung ra quả theo ý muốn thì bây giờ nó đã ra quả. Thì khi nó đã ra quả như thế này thì mình sẽ bón thêm cho nó một ít kali và NPK để cho nó quả nó to. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào mình pha cái phân đó xong mình sẽ chia sẻ tiếp nha các bạn. Thì mình pha cái kali này thì mình sẽ chuẩn bị khoảng hơn 2 lít nước một chút. Và mình có cái kali đỏ ớt này. Mình sẽ lấy cái nắp của cái chai rượu. Mình lấy hai cái gạt này nha các bạn, bằng miệng thôi. Và cho thêm ít NPK. Cái loại phân NPK này là thành phần của nó là 9-19-9 nhé, nghĩa là tỷ lệ đạm là 9%, lân là 19, kali là 9. Cho thêm một chút vào để cho quả nó nhanh lớn. Ít rồi các bạn. Và khuấy đều lên. Sau đó ta sẽ tưới cho hai cây sung đó khoảng 5 ngày tưới một lần. Đấy các bạn xem, cây sung của mình ép nó ra quả theo ý muốn, bây giờ nó ra rất là nhiều quả. Có cả quả chín này, quả xanh này. Thì sau khi cái kích cỡ quả to như này thì mình sẽ tưới cho nó cái chút cái phân mà mình vừa pha giữa kali và NPK ấy, mình sẽ tưới thêm vào để cho nó những cái quả chín thì nó lâu rụng, và các cái quả còn nhỏ này thì nó sẽ phát triển to thêm. Và trong mùa hè thì cho cây sung ra quả thì mình phải để cái tán của nó che nắng cho cây thì cây nó sẽ không bị rụng quả. Và kết hợp thêm là mình sẽ thả nước cho nó nữa. Khi nó đã ra quả được rồi thì mình sẽ thả vào một cái xô nước để cho mùa hè nó có nắng to nhưng mà nó đủ lượng nước thì quả nó sẽ không rụng. Đấy, hai cái cây mà mình cắt nước xong rồi mình đã bón lân rồi đấy. Thì bây giờ nó ra rất là nhiều quả. Sai quả các bạn. Đấy, và khi mình bón kali vào thì các quả này nó đỏ này nhưng mà nó sẽ lâu rụng. Chứ nếu mà nó bị chín ép thì nó sẽ nhỏ nhỏ, nó đã rụng rồi các bạn. Đây. Các quả như này là chín ép này. Bé này đã đỏ đỏ này rồi. Còn nó không bị chín ép thì nó sẽ to lên này, nó mới chín. Đây, cây bên này. Quả rất là to, bắt đầu mới chín này. Đấy, thì hôm nay mình cũng làm video đến đây thôi. Đây là cái quá trình mà làm cho cây sung ra quả theo ý muốn. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ.
Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.